Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố chính chủ mình xây dựng để ở, này đang cần tiền bán gấp, với diện tích rất là to luôn, ngang 7, chiều sâu là 14m, nằm trong phân khúc giá bán từ 7 đến 8 tỷ đồng. Và đặc biệt là nhà mình được gia chủ có thiết kế phòng ngủ tại tầng trệt dành cho bà lớn tuổi, cũng như là khu vực trồng cây, trồng hoa, ra ô tô rất là thông thoáng luôn cả nhà. Và trước khi di chuyển đến tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát trục đường phía trước nhà nè. Đó, mình có một lớp cổng sắt phía trước rất là kiên cố và chắc chắn, độ thông thoáng ở ngôi nhà. Và nhà mình là hẻm một trục, cách mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu 50m di chuyển, tọa lạc ngay vị trí trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, kết nối với đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung. Nhà mình kế bên trung tâm thương mại, mình đi mua sắm đi chợ rất là thuận tiện luôn, và cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 15 đến 20 phút di chuyển nha cả nhà. Đây, ngoài này tập trung rất là nhiều những tiện ích cao cấp bậc nhất, nhà hàng, quán ăn, cà phê, cơ sở giáo dục y tế, shop thời trang, ngân hàng. Đây, ngân hàng Quân Đội MB Bank nè cả nhà, một vị trí phải nói là quá đắc địa luôn. Cũng như nhà mình, trong bán kính 300m thì mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học cấp 1, cấp 2. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Nhà mình tọa lạc trong con hẻm hiện hữu rộng 5m, xe ô tô 4 trò 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà, đường chảy nhựa lưu thông rất là thoải mái luôn cả nhà. Một căn duy nhất còn sót lại, được gia chủ xây dựng theo kiểu biệt thự mini phố, một trệt hai lầu, mẫu kiến trúc tân cổ điển nè cả nhà. Đó, phía trước là mình có một lớp cổng sắt hai cánh, sắt CNC sơn theo màu mạ vàng. Và di chuyển vào bên trong là mình có một khoảng sân có thể đổ được xe ô tô 4 trò 7 chỗ, xe bán tải tương đối thoải mái và để được rất là nhiều xe máy luôn. Đây, mặt tiền chính phía trước của mình, một trệt hai lầu, bên trên mình có chỗ ban công, ô cửa sổ lớn ở bên ngoài. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông, phù hợp khách hàng mình cứ gọi là đông tứ trạch, với diện tích chiều ngang là 7 x 14m. Nhà mình xây dựng bên trong là 7 x 11m. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, sân vườn dùng để trồng cây, trồng hoa. Nhà được gia chủ đầu tư lên tới 5 phòng ngủ. Và đặc biệt là mình có một phòng ngủ tại tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi trong gia đình, cũng như là phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và ngôi nhà này đang được gia chủ rao bán với mức giá là 7 tỷ 800 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó, Hằng Ni đang có mặt tại khoảng không gian khu vực sân phía trước là cả nhà, nơi đổ xe ô tô, bên trên là có mái che luôn. Và nhà mình bên trên nóc là sử dụng mái che Thái hết hoàn toàn luôn nha cả nhà. Đây, mát mẻ thông thoáng lắm luôn á, mình để bàn trà, ghế ngồi, cây đây chiêu chiêu hoặc là khu vực trồng cây, trồng hoa. Và tiếp tục cùng Hằng Ni di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan. Mình có một lớp cổng sắt phía trước nè, bên trong thêm một lớp cửa gỗ, gỗ đỏ nữa. Đó, đẹp chưa, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày cho ngôi nhà này. Và Hằng Ni đang có mặt bên trong của ngôi nhà của mình, nhìn ra lớp cửa phía trước nè cả nhà. Lúc nãy em đi lấy chìa khóa để mở qua cho khách hàng mình xem á, nhưng mà em quên lấy cái chìa khóa này rồi, cho nên Hằng Ni đi vào bên trong quay cả nhà khi xem thông cảm cho em nè. Đó, một lớp cửa gỗ phía trước. Nhà mình được gia chủ thiết kế là phòng khách liên thông với trang bếp bên trong. Thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Bên trên là mình có đèn chùm kết hợp quạt máy xay với những cái hệ điêu khắc tông cho đà làm màu trắng, nhìn nét quá ha cả nhà. Bên dưới chân cầu thang của mình được gia chủ mình có thiết kế cho mình tủ kho, tủ để đồ, tận dụng tối đa không gian luôn. Và bên trong gian bếp của mình có bộ bàn ăn 6 ghế, hay tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh size by size lớn. Bên trên là mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần. Gian bếp của mình được chính chủ mình ốp gạch cao phun trần lên trên luôn cả nhà, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn. Đó, bếp của mình rộng quá ha, đầy đủ các trang thiết bị. Thang bộ thì được gia chủ mình thiết kế ốp vào bên trong tường, cho nên là mỗi tầng như vậy không gian sử dụng tương đối thoáng và thoải mái luôn á. Nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang lên tới 7m lận. Và gia chủ có thiết kế cho mình toilet sử dụng tại tầng trệt nè, dành cho khách khi đến chơi nhà. Mình có đầy đủ bồn vệ sinh, lavabo đường soi và tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Đó, phía trước đó là cả nhà mình mà đổ hai chiếc ô tô á, mình đổ một chiếc bên ngoài thêm một chiếc bên trong nữa, rất là rộng luôn. Và đây mình có thêm một khu vực phòng ngủ tại tầng trệt, đã được gia chủ trang bị cơ bản hoàn thiện, có giường ngủ á cả nhà, máy lạnh mình lắp đầy đủ luôn, và có ô cửa sổ view ra bên ngoài nè.
ngoài này với cả nhà mình đó, mà để xe ô tô phần nửa thôi, còn phần nửa mình thiết kế cái khoảng sân vườn chiêu chiêu á, rồi mình để bàn chà ghế ngồi ở trong phòng này, mình nhìn ra bên ngoài thì rất không khí rất là thoáng luôn á, như một căn nhà vườn ở quê vậy đó. Mà thành phố mình, Sài Gòn mình mà có được căn nhà này thì quá là hợp lý luôn cả nhà, lâu lâu mới có một căn giống như vậy. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan nè. Ngang 7 chiều sâu là 14m mà được gia chủ mình xây dựng là ngang 7 chiều sâu là 11m, thiết kế tương đối hợp lý luôn. Một căn duy nhất hiện nay còn sót lại mà có phòng ngủ tại tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi trong gia đình, với phân khúc tài chính 7.800.000.000 nha cả nhà. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Thang bộ của mình được gia chủ mình ấp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng sắt CNC nè. Đó, và đây nhìn xuống bên dưới thoáng chưa. Gia chủ mình sử dụng cho mình lớp gạch bóng kiến 80-80 hình hoa văn, nhưng mà rất là hợp lý luôn á, theo mẫu tân cổ điển. Nhà mình thiết kế tân cổ điển pha thêm một chút hiện đại nữa chứ. Và di chuyển tiếp tục lên lầu 1, nhà mình được gia chủ thiết kế tổng là 5 phòng ngủ, tầng trệt là 1 phòng. Lên lầu 1, lầu 2 là thêm 4 phòng, mỗi tầng 2 phòng nữa nha cả nhà. Đó, tận dụng cái không gian xanh thoáng với lợi thế diện tích chiều ngang là 7m. Nhà phải nói thiết kế rất là hợp lý luôn á. Và thuộc hướng chính là hướng đông chứ hướng này thì đó trời lưu thông, một hướng rất là mát luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian lầu 1 nè. Từ bên trên mình nhìn xuống bên dưới cả nhà, mình có cái tủ trưng bày nè, tủ để đồ, thiết kế ốp xếp vào bên trong tường khu vực thang bộ của mình. Mình về nếu mà kín đáo hơn, chúng ta thiết kế thêm những cái cánh tủ đóng vào, mình để đồ bên trong. Và đây, lầu 1 của mình được gia chủ thiết kế trong 2 phòng ngủ, phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng bên trong hết. Đó, thiết kế cơ bản hoàn thiện nha cả nhà. Mình về mình đưa thêm đồ nội thất, giường tủ rồi bàn trang điểm vào là thành một phòng ngủ rồi. À, đây toilet sử dụng riêng, đầy đủ các trang thiết bị. Và phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước. Phòng phía trước mình sẽ có ô cửa sổ lớn mở ra bên ngoài nè. Đó, tông cho đại là màu trắng. Toilet sử dụng riêng cho mình, phòng vệ sinh, lavabo đun sôi và tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Ô cửa sổ view ra bên ngoài tương đối thoáng luôn á, cửa sổ lớn 4 cánh nha cả nhà. Và đặc biệt đó là khu vực lầu 1 của mình được gia chủ thiết kế cho mình một gian phòng khách tại đây. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, bên trên mình có hệ đèn chùm nè, sử dụng làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Và phòng này thì gia chủ thiết kế cái độ thoáng là nhờ cái ban công phía trước. Đó, chủ nhà mình có trồng cây phía trước, có nhìn nó chill mà nó thoáng gì đâu luôn cả nhà. Lâu rồi mới thấy một căn nhà thiết kế theo kiểu biệt thự nhà vườn, mà phân khúc tài chính thì bằng một căn nhà phố 7 tỷ hơn. Sổ hồng thì chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Đó, và đặc biệt đó là gian phòng này, nếu mà cả nhà mình thích một cái căn phòng ngủ master thì có thể là thiết kế cái phòng khách này nè, mình liên thông với phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía trước á, mình liền kề với nhau, làm thêm một cái cánh mở ở đây nữa, thì sử dụng phòng này làm phòng ngủ, rồi phòng kia mình làm phòng thay đồ thì rất là hợp lý luôn á. Và đây cùng Hằng Ni chúng ta quan sát thử nè cả nhà. Đó, mình làm thêm một cái cánh mở ngay phía này nữa nè, thêm một lối cửa ở đây nữa. Rồi mình ngăn cách không gian bên trong á, là một cái nơi để quần áo, phòng thay đồ hoặc là phòng làm việc, liên thông với phòng ngủ của mình. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và em đang có mặt tại lầu thứ 2, được gia chủ thiết kế cho mình tiếp tục có là 2 phòng ngủ nữa. Nhà mình có tổng là 5 phòng ngủ nha cả nhà. Bên trên khu vực cầu thang của mình có cửa sổ kính trời để lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày. Hai phòng bên trên này sẽ giống y chang tầng bên dưới luôn. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng hết, rất là thuận tiện để sinh hoạt, an cư sinh sống. Gạch thì được gia chủ mình thiết kế là ốp cao lên phun trần lên trên luôn á. Một căn nhà chính chủ mình xây dựng để ở, thiết kế quá là hợp lý cho một căn nhà phố. Ngang 7 chiều sâu là 14m mà mình xây dựng là ngang 7 chiều sâu là 11m. Và phòng ngủ tiếp theo là cả nhà.
Đó, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Ô cửa sổ mở ra bên ngoài luôn. Đây, toilet sử dụng riêng bên trong. Mình có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, rồi tắm hoa sen. Cái tông là màu trắng đó cả nhà. Và cùng hàng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan nè. Mình còn một khu bên ngoài nữa. Bên ngoài này là mình sử dụng làm phòng thờ ông bà tổ tiên, thì theo phong tục tập quán ở gia đình mình. Đó, phía ngoài này gia chủ thiết kế cho mình những cái kệ tủ để đồ này cả nhà. Mình về mình lắp thêm những cánh mở và để cho để đồ mình nhìn nó kín đáo hơn á, đỡ bụi nữa. Đó, phòng thờ của mình thì sẽ có ô cửa sổ view ra bên ngoài, phong thủy tương đối tốt luôn á. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón chào năm mới 2024, một năm vạn sự như ý. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Đó, thoáng quá cả nhà. Và bên trên nè, được gia chủ mình thiết kế điêu khắc có cả nhà, đẹp quá luôn á. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nè. Chào tạm biệt, bye bye.